thế nào về cái chất ngoài của năm nay? Đã nói đến một điểm mà với Viettel thì cũng đội cũng hài lòng, nhưng mà chỉ tiếc rất là các em nó hôm nay cũng không đủ tự tin, thành ra là chơi bóng nó không được tốt, cộng với một số vị trí là chấn thương nhưng mà phải cố gắng đá. Yago thì là cũng bị cái cổ chân, thành ra là vừa rồi là không tham dự được trận đấu. Còn Jairo thì bị nhẹ cái phần gối, mà Jairo là rất cố gắng, cầu thủ trung vệ rất cố gắng. Thụ thì là bị chắc phải đợi hết sưng thì mới chụp phim được, nhưng mà khả năng là dây chằng. Thì đội tức là phải tranh thủ là cho các em nó hồi phục và phải chuẩn bị thể lực, nhưng mà nó cũng chỉ là phù hợp vào cái giai đoạn ngắn thôi, chứ còn bây giờ cũng không đẩy được cái vấn đề gì nhiều. Hôm nay thì anh đánh giá thế nào về màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam sẽ được? Viettel thì là phải nói là dàn cầu thủ đẳng cấp, tức là tuyển thủ Việt Nam với lại U23, và khi gặp thì rất khó khăn. Nhưng mà Khánh Hòa thì cũng các em nó cố gắng và nó chịu khó tranh cướp, đặc biệt là khu vực giữa sân, để hạn chế bớt cái khu vực giữa sân mà của Hoàng Đức hoạt động, thì hôm nay thì cũng hạn chế bớt cái Hoàng Đức với lại Gia Ha. Bây giờ thì là Viettel có thể thay được cầu thủ ngoại, cái vòng 12 là thì cái chất lượng cầu thủ ngoại nó cộng với lại cái số mà cầu thủ nội, thì là nếu như quay lại là Viettel cũng nằm trong cái top mà đua tranh cái huy chương, vẫn còn kịp chứ không phải không đâu. Câu đầu có vẻ là quá lớn. Quá lớn nhưng mà cũng chưa phải ấy đâu. Nghĩ là nếu Viettel lọt vào nhóm 8 thì Viettel cũng có thể đua kịp. Nếu như mà cái có cầu thủ ngoại tốt thì với cái dàn lực lượng nội hiện tại, bây giờ lực lượng nội và đồng đều trẻ khỏe thì Viettel đang là sở hữu. Năm nay quay trở lại V-League thì bản thân anh đánh giá là qua ngày 12 trận đấu, qua bù vòng đấu rồi, thì anh đánh giá như nào về cái sự nỗ lực của đội, vì năm nay cái tính cạnh tranh cũng được dự báo rất là lớn khi nhiều đội đầu tư và đội bóng quay như thế nào? Thì phải nói tức là cái thể thức này nó mang tới sự là khốc liệt, nó phải nói là khốc liệt, mà hơn nữa là các đội á, là giải chia quản ra, thành ra là các đội bắt đầu cứ nghỉ xong rồi là bắt đầu vào là mở máy đá, thành ra là nó cạnh tranh rất khốc liệt, và bằng chứng tức là nó có những trận đấu là kể cả đội nhóm đầu cũng rất khó ăn cái đội nhóm dưới đó. Chỉ có những trận đấu tức là nó bị vỡ trận hay là như thế nào đó thì là nó mới có tỷ số đậm, còn lại là cái sự cạnh tranh nó rất là quyết liệt. Không biết là Khánh Hòa mình đã có sau cái vòng đấu này mình có được mà bổ sung cầu thủ, thì không biết là mình đã có kế hoạch thế nào gì này. Thì ban huấn luyện thì cũng có những cái kế hoạch, nhưng mà nó cũng phụ thuộc vào cái chỗ nhà tài trợ, nhưng mà cũng chắc cái quản nghị này thì là có cái sự hợp với lại lãnh đạo ủy ban để mà nó có ra những cái mà thì ban huấn luyện mới tranh thủ để mà những bước tiếp theo. Còn hiện tại là ban huấn luyện không có mà cục cửa gì được, tại vì nó cũng đang rất khó khăn. Thì cái này thì nó còn phụ thuộc vào cái việc mà cuộc họp của lãnh đạo ủy ban với các nhà tài trợ, thì cái này cũng chưa nắm rõ được, thì ban huấn luyện cũng đang chờ cái kế hoạch nó tiếp theo như thế nào, và sau đó là ban huấn luyện phải lập tức nhanh chóng để mà tìm cách để mà bổ sung hay là thay thế như thế nào đó. Kế hoạch thì cũng có nhưng mà hiện tại cũng đang rất là bị động. Vâng,